đột nhiên một ngọn núi lửa phun trào, rất nhiều dung nham rơi xuống khắp nơi. Và nó đã phá hủy mất cây cầu ở gần đó. Yahoo! Hả? Lơ 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 lơ. Ôi! Sao cậu không đi tiếp thế? Hả? Đi thôi nào. Chuyện gì đây? Xin chào mọi người. Ôi! Cây cầu đâu rồi? Có vẻ các phương tiện đang rất lo lắng vì không thể đi tiếp được. Ôi không, mình phải tìm người giúp thôi. Alo, tôi cần các cậu giúp xây một chiếc cầu mới. Được, chúng ta đi nào. Chúng tôi đến rồi đây. Đợi một chút. Tôi sẽ nhấc mặt cầu để sang một bên đã. Không biết những vật liệu còn lại trên xe tải lớn dùng để làm gì thế nhỉ? Xong rồi. Trước tiên, chúng ta phải làm những cột trụ bên dưới gầm cầu nhé. Như vậy, cây cầu sẽ được chắc chắn và an toàn hơn. Thêm một cột trụ to ở giữa này. Ở gần chân cầu cũng cần hai cột trụ nha. Yeah! Giờ thì đặt mặt cây cầu lên trên nào. Được rồi. Tạm biệt mọi người. Bây giờ thì đổ cát lên trên mặt cầu thôi. Rải đều cát ra nào. Còn lại để tớ. Bắt đầu làm việc thôi. Hi-ya! Nhìn kìa, nhờ có xe xúc lật mà cát đã dần được sanh đều mặt cầu rồi đó. Bạn ấy thật giỏi phải không nào? Được rồi, tiếp tục bên cạnh nào. Có vẻ thiếu cát rồi. Tôi mang thêm cát đến rồi đây. Tạm biệt. Tiếp tục công việc nào. Cát cũng sắp được xanh kín khắp mặt cầu rồi. Góc này nữa. Ở giữa nhiều cát quá. Mình phải xanh bớt ra hai bên thôi. Có vẻ ổn hơn rồi đấy. Vậy là xong. Nhờ có các bạn xe công trình mà cây cầu đã được hoàn thiện rồi này. Thật là tuyệt. Yeah, đi thôi nào. Cảm ơn mọi người. Wow, mình có thể đi tiếp rồi. Chào mọi người nha. Đi thôi, tạm biệt. Ổn rồi, mình đi tuần tra tiếp thôi. Yahoo, đi thôi. Thật may, nhờ có cây cầu mới, các bạn xe đã thuận lợi di chuyển rồi. Xin chào các bạn nhỏ. Mình đến rồi đây. Hôm nay anh nông dân sẽ lái xe cẩu đi làm việc. Nhiệm vụ của anh ấy là gì nhỉ? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Chà, hóa ra là anh ấy giúp đỡ xe tải mang những bạn xe buýt này lên xe. Một bạn, hai bạn. Ba bạn. Được rồi đó. Cảm ơn.
la 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 la. Phía trước có một tảng đá kìa. Ôi trời, nguy hiểm quá. Ôi không, xe container bị lật xuống hố mất rồi. Giúp tôi với. Tiếng gì vậy nhỉ? Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Bình tĩnh, để tôi tìm người giúp đỡ. Anh cảnh sát ơi, xe container bị rơi xuống hố mất rồi. Được, tôi đến ngay. Ngay sau đó, anh cảnh sát liền lái chiếc trực thăng để đến chỗ xe container gặp nạn. Đi thôi. Đã xác định được xe gặp nạn. Tôi đến để giúp đỡ anh đây. Xin hãy giúp tôi. Được thôi. Hãy giữ chặt chiếc móc này nhé. Tôi sẽ đưa anh lên an toàn. Wow, thật tuyệt vời. Xe container đã được đưa lên rồi. Bây giờ là đến các bạn xe buýt nhỏ nữa. Lên đây nào. Việc này chẳng làm khó mấy xúc tẹo nào. Còn một bạn xe buýt nữa thôi. Tảng đá này gây ra nguy hiểm cho các phương tiện xe cộ, nên chúng ta cần phải mang nó đi nơi khác. Đã ổn rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không có gì đâu. Vậy là xe container lại tiếp tục cuộc hành trình của mình được rồi. Wow, anh nông dân có nhiều xe quá đi. Ở đây có tất cả 1, 2, 3, 4, 5 xe. Và hôm nay anh ấy chọn chiếc xe Jeep này để làm phương tiện đi lại. Đi thôi nào. Có vẻ như anh nông dân rất thích chiếc xe này thì phải. La 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 la. Ồ, là xe container, bạn ấy đang trên đường đi làm nhiệm vụ của mình. Trời ơi, anh nông dân đâm vào xe container mất rồi. Anh ấy không những không giúp đỡ xe container mà còn bỏ đi nữa. Điều này chẳng tốt chút nào cả. Dám phóng nhanh vượt ẩu hả? Mình phải bắt anh ta mới được. Anh kia, đứng lại mau. Đứng lại. Là một chiếc hố. Ôi không, nguy hiểm quá. Cảnh sát và nông dân bị rơi xuống hố mất rồi. Giúp tôi với. Cảnh sát đang cố gắng thoát khỏi xe nhưng không được. Giúp tôi với. Sau đó cảnh sát đã gọi điện cho đội cứu hộ để nhờ sự giúp đỡ. Đội cứu hộ đã có mặt. Xin hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây. Hãy bình tĩnh, mọi việc hãy giao cho tôi. Bám chắc nhé. Hi hi ya hi. Ôi không được rồi, cậu ấy nặng quá. Ngay lập tức xe cậu nhỏ liền gọi cho xe cậu lớn nhờ sự giúp đỡ. Tôi đến ngay đó. Cảnh sát, anh lên trước đi. Wow, thật tuyệt vời. Tiếp đến là xe ô tô. Thật là dễ dàng phải không nào? Cuối cùng là anh nông dân và xe của anh ấy. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Xin chào các bạn, mình là Gani đây. Mình đang trên đường đến nhà của Taiyo để rủ bạn ấy đi chơi. Các bạn đi cùng mình nhé. Đây là con đường dẫn đến nhà của Taiyo. Chúng mình đi thôi nào. Yahoo! Taiyo, chúng mình đi chơi đi. Được thôi. La 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 la. La 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 la. Ồ, đây chẳng phải là Lewis sao? Lại có trò vui rồi đây. Lewis định làm gì vậy nhỉ? Ôi không, nguy hiểm quá. Gany và Taiyo bị ngã mất rồi. Giúp, giúp tao với. Lewis xấu xa đã cố tình khiến cho hai bạn ấy bị ngã rồi bỏ đi. Phía bên này xe công trường đang chăm chỉ làm việc của mình. Xe tải, anh đi đi. Được, Lưu Huyệt lại định bài trò gì nữa đây? À! Xe suốt nhìn ra được ý đồ của Lưu Huyệt nên đã kịp thời tránh sang một bên, khiến cho cô ấy đâm thẳng vào đống cát. Sau đó còn bị cát vùi lấp nữa. Đáng đời mà. Ôi không, mình bị mắc kẹt ở đây mất rồi. Có ai không? Giúp tôi với. Chuyện gì xảy ra thế này? Giúp chúng ta với. Được thôi. Hey, yeah. Cảm ơn cậu rất nhiều. Sau đó Gany và Taiyo liền kể lại mọi chuyện theo tớ nào. Cả nhóm lập tức đến chỗ của Lewis. Giúp tôi với. Chúng mình hãy giúp cậu ấy nào. Cố lên nào. Ôi không được rồi. Vì quá nặng nên Tomato không thể kéo Lewis ra được. Để mình giúp nữa. Gạt bớt cát ra, tớ thấy sẽ ổn hơn đấy. Thử lại nào. Cố lên. Thành công rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình cũng xin lỗi mọi người vì đã nghịch ngợm. Không sao đâu. Lần sau cậu đừng như thế nữa nhé.